Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thắng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ cơ Automatic Zucker County, một thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ. Nhưng mà tất nhiên đây là dòng Super Fake máy Nhật, rất là bền. Về tổng quan của cái đồng hồ này thì sai mặt nó rơi vào khoảng 43 mm. Ở góc 9 giờ, đây là phần kim dây. Các bạn nhìn thấy kim dây nó đang trôi đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ở góc 4-5 giờ, đây là phần đồng hồ năng lượng cót. Nó chỉ từ 0 đến 35, 35 có nghĩa là nó hoạt động trong vòng 35 tiếng. Ok chưa? Khi mà lên cót căng. Vỏ và dây của cái đồng hồ này, vỏ thì bằng inox mạ PVD màu vàng đồng, rất sang trọng. Đấy. Và đây là bộ máy của nó, bộ máy của Nhật, rất là tuyệt vời, bền và chính xác. Núm một bộ sản phẩm thì bao gồm bộ hộp, thẻ bảo hành 2 năm. Thẻ bảo hành 2 năm đây và đồng hồ. Khả năng chống nước của chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái. Ok chưa ạ? Ở chiếc đồng hồ này thì nó có phần dạ quang ở trên kim, nó phần màu trắng ấy, chính là phần dạ quang. Tôi sẽ đeo thử lên tay để các bạn cảm nhận được khi mà nó lên tay thì nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Tại vì là cái này đấy. Điện thoại này nó tự động lấy nét nên là tôi đấy, các bạn nhìn thấy ok chưa? Rất là tuyệt vời. Khi một chiếc đồng hồ cơ lên tay ấy, các bạn sẽ cảm nhận được thời gian trôi rất là tuyệt vời, nhịp nhàng. Kim của nó là dạng kim trôi mà, chứ không phải là giật giật giống như đồng hồ điện tử. Cảm giác rất là lịch lãm và sang trọng. Để đặt hàng thì các bạn vui lòng liên hệ 0912681586. Bên mình sẽ giao đến tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem, đúng mẫu với lấy và thanh toán tiền. Đừng quên theo dõi mình ở những video tiếp theo, tại vì còn rất nhiều mẫu đồng hồ đẹp. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quý thắng.